Xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay Sông Nước Miền Tây sẽ đến ở thị trấn Cái Sách, mình giới thiệu cho các bạn một trại nuôi vịt giống, chuyên cung cấp con giống cho người nông dân mình nuôi nha các bạn. Hiện nay mình đang đứng ở trong trại nuôi của anh Hòa ở Cái Sách đó các bạn. Bây giờ mời các bạn tham quan nha các bạn. Đây là cái trại giống của anh Hòa ở huyện Cái Sách mình nè các bạn. Bây giờ mời các bạn tham quan cái trại vịt của anh Hòa ở Cái Sách nha các bạn. Cái ở đây là anh Hòa chuyên cung cấp con giống vịt xiêm, vịt siêu thịt với vịt siêu ngỗng luôn nha các bạn. Đây là bài vịt này của anh bán vịt thương phẩm luôn các bạn ơi. Ảnh bán vịt này là bán cho thị trường luôn, bán xa xỉ cho các huyện ở nơi luôn. Địa chỉ của anh Hòa là ấp Phú Tây, xã An Mỹ, huyện Cái Sách, Sóc Trăng. Số điện thoại là 0818830109 nha các bạn. Các bạn nhớ là mình nhắc lại cho các bạn là số điện thoại liên lạc với anh Hòa là 0818830109 nha các bạn. Nếu mà các bạn có nhu cầu thì liên lạc với số điện thoại này. Bây giờ là mình quay cái cảnh vịt của anh Hòa đang ở trên trại này, là cái bầy vịt này là khoảng 1.000 con đó các bạn. Là vịt này của anh nuôi được gần 50 ngày, cũng gần sức bán được rồi đó các bạn. Cho các bạn xem vịt này là nuôi ở trang trại của anh Hòa ở Cái Sách đó các bạn ơi. Cái này là vịt siêu ngỗng nè các bạn. Đây, để mình đi lại giờ mình quay cho các bạn xem cái vịt này. Mình nhắc lại đây là của cái trại vịt của anh Hòa ở Cái Sách nha các bạn, ngay thị trấn Cái Sách luôn. Anh Hòa chuyên cung cấp con giống luôn, từ bố mẹ đến con giống luôn các bạn, nuôi rất đạt năng suất nha các bạn. Cái này là nuôi dạng khép kín các bạn. Cái này là nếu mà ở trong nuôi gia đình mà như mình có đất mà hơi rộng rộng
không có làm gì thì mình cứ nên chăn nuôi này để mình kiếm thêm thu nhập nha các bạn. Đây là mình để quay cái cảnh mà của anh Hòa, cái mô hình nuôi của anh Hòa các bạn, là cái chỗ này ngày xưa là của anh Hòa là cái nhà máy để lò sấy nuôi lúa đó các bạn. Bây giờ ảnh không có làm là nhà máy nữa mà ảnh chuyển sang nuôi vịt chăn nuôi gia đình đó các bạn. Đây, cái này là bầy này là hơn 1.000 con đó các bạn. Đây là cái mô hình nuôi của ảnh, là ở dưới này có xây một cái bể nước rồi khép kính luôn các bạn. Rồi ở trên này thì đóng cái già sạc cho vịt nó lên nó ăn uống ở trên sạp này. Rồi ở chỗ này thì có cái bể nước để cho xe vịt nó xuống tắm này các bạn. Rồi mô hình này khép kính. Đây là mô hình này rất đạt công suất nha các bạn. Cái này hiện bây giờ bài dịch này là được 50 ngày tuổi rồi đó các bạn. Bài dịch này là theo như anh nói là khoảng 70 ngày là xuất bán được đó các bạn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn qua xem con giống dịch ở nơi của anh Hòa luôn đó các bạn. Cái này là lúa anh Hòa cho dịch ăn nè các bạn. Lúa cùng với thức ăn. Rồi mời các bạn xem dịch ship của anh Hòa, ngay chạy của anh Hòa luôn nha các bạn. Cái này là được mới 1 tháng nhưng mà dịch này là anh nuôi cho thí điểm cũng mô hình khép kính với giống như vậy, dịch như siêu thịt siêu ngỗng nãy đó các bạn. Rồi, cái này là dịch sim, nó cũng có cái bể nước nữa nè các bạn. Đây, cái bể này là vịt sim của anh Hòa, là nuôi 1 tháng là nó đạt được năng suất này cỡ này nè các bạn, là bự bự hết trơn à. Cái này là diện tích này cũng nhỏ mà ảnh nuôi được 500 vịt nè các bạn. Nếu mà nhà mình chặt thì mình nuôi như vậy cũng có thu nhập hàng tháng nè các bạn. Nếu các bạn nuôi mà cho ăn thức ăn á, thì 75 ngày thì các bạn có thể thu hoạch về, mà trà trộn với lúa thì các bạn nuôi khoảng 90 ngày. Đây là các bạn nhìn thấy vịt này rất tốt, rất đẹp. Cái này là ảnh cũng nuôi bán vịt thịt luôn đó các bạn. Rồi các bạn có nhu cầu thì các bạn ở đây cung cấp vịt sim giống với vịt siêu ngỗng siêu thịt luôn nha các bạn, là con giống. Bây giờ ở đây là những vịt này là ảnh nuôi để mà xuất bán thịt đó các bạn. Rồi chút xíu mình sẽ qua coi xem cái vịt giống nhỏ đó các bạn, là mình sản xuất của ảnh là sản xuất tại chỗ luôn các bạn ơi, bố mẹ tại chỗ rồi sản xuất ra tại chỗ luôn nha các bạn. Cái này là cái bầy này là 500 con đó các bạn. Đây, cái này là vịt sim nha các bạn. Các bạn có nhu cầu thì cứ liên lại thì trắng thêm cái sách hỏi anh Hòa, là có thể người ta cho biết địa chỉ ở này. Đây là cái mô hình của anh Hòa chuẩn bị nuôi thêm nè các bạn. Những cái trang trại này thì rất là lớn nhưng mà ảnh mới xuất bán xong hết trơn, bây giờ anh chuẩn bị thả nuôi con giống mới. Là cái mô hình này như vậy là đóng lưới thả ton đóng sàng đó các bạn. Đó, đây là cái mô hình này nuôi là khoảng 500 đến 1.000 nữa nè các bạn, rất đơn giản nhưng mà đem lại nhuận về rất cao. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn đi qua xem cái vịt giống sim của anh Hòa, là vịt này được khoảng 3 ngày tuổi rồi các bạn. Đây là ảnh sản xuất tại chỗ nè các bạn. Đây là vịt sim con 3 ngày tuổi rồi các bạn. Đó, mình đang vô trong trại luôn.
là các bạn có nhu cầu thì ảnh sẽ giao hàng cho các bạn tới chỗ, hay là các bạn cứ lên tham quan trại xong rồi các bạn cứ đặt hàng mà mua. Là anh Hòa ở thị trấn Cái Sách nha các bạn. Đây là vịt sim, đây vịt giống con nè các bạn, là mới ra được mấy ngày nè các bạn. Rồi các bạn xem, cái này là sản xuất tại chỗ luôn các bạn nha.